Vâng, diễn biến về hoạt động tìm kiếm những em học sinh còn mất tích thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bão số 9 hiện giảm còn cấp 9, tương đương với sức gió là 88 km/h, giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông, gây sóng to gió mạnh ở vùng biển này. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão số 9 suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới với cường độ xuống còn cấp 7, tương đương với sức gió là 61 km/h. Tâm áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Tây Bắc. Sau đó bão tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp ở ngoài khơi Trung Trung Bộ. Trong quá trình di chuyển, hoàn lưu bão còn gây thời tiết xấu ở Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.